Custom Start trước này. Và ở ngoài trang chủ của chúng ta thì tạm thời tôi cứ để đây là một cái phần Add New cái sản phẩm như này. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ hiển thị cái số sản phẩm có trong giỏ hàng tôi để trên này. Được chưa? Thì rồi coi giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái biến toàn cục, là cái biến tôi sẽ có là biến cả bằng mảng rỗng này. Được chưa? Cả mảng rỗng này. À, quên nhầm như này. Chúng ta có if iset đô la gạch dưới session cạt. Nếu mà không tồn tại thì chúng ta thêm cái phủ định vào. Nếu mà không tồn tại thì tiến hành cái biến cạt bằng rỗng. Tao thao tác với cái biến này luôn cho nó dễ. Else cái biến cạt của tôi bằng đô la gạch dưới session. Như này. Làm máy tính cho nó dễ. Được chưa nhỉ? Sau đó ở ngoài cái layout, chúng ta còn nhớ cái layout không? Đây các bạn cứ viết xong cái đoạn này đi đã. Đây là gán giỏ hàng vào biến mở ngoặc tương tác cho dễ. Bởi vì hàm cái biến ở phía ngoài này nó sẽ trở thành cái biến global, chúng ta có thể truy xuất truy cập đến nó bất kỳ lúc nào. Xong chưa? Tiếp theo ở phía ngoài layout của chúng ta, main layout đây, chúng ta có phần trên cái phần container này, tôi có một cái thẻ div, tôi sẽ có cái class là bằng container, sẽ có cái take write. Ở trong này tôi sẽ có một cái button thẻ A đi, thẻ A hát rep bằng thăng. Tí nữa tôi chuyển sang trang chi tiết giỏ hàng. Trong cái trang này thì tôi sẽ có một cái biến có một cái thẻ span. Tôi có bootstrap rồi mà, nên class là leaf icon, rồi sau đó là clip icon bell, và bên cạnh đó tôi sẽ có cái số 0 ở đây, ví dụ vậy. Đây là số sản phẩm trong cái giỏ hàng của tôi nhé. Tí nữa tôi sẽ lấy nó ra thì cái này nó sẽ bằng cái gì. Các bạn làm xong cái này nhá, xong đi rồi chúng ta sẽ làm việc tiếp. Cái này vì sao tôi để ở phía layout? Bởi vì tôi muốn tất cả các màn hình của tôi đều có thể nhìn thấy được cái số lượng sản phẩm đang có trong giỏ hàng, bất kể nó là trang tìm sửa xóa hay là trang đang xem chi tiết sản phẩm thì nó luôn luôn ở đấy. Thì tôi để nó ở ngoài layout luôn. Xong chưa? Được chưa? Tí nữa tôi sẽ hiển thị cái này bằng cách là tôi tính nó bằng cái hàm, chứ tôi không để số tĩnh như này. Hoặc là tôi cộng trừ nhân chia ngay trong này thì nó sẽ rất là dài, cho nên sau này tôi sẽ chuyển nó thành một cái kết quả của một cái hàm. Ví dụ tôi sẽ có một cái thư mục là tôi tạo một cái thư mục mới tên là thư mục common. Thư mục common. Trong thư mục này tôi sẽ tạo ra một cái file là file util.php. File này sẽ là cái file để xử lý những cái hàm dùng chung của tôi.
Đây, file util. Tôi viết code PHP trong này. Và tôi sẽ tiến hành, tôi có một cái function get total card item. Ở đây. Thì trong này tạm thời tôi cứ return 0 cái đã. Return 0 đã. Tí nữa tôi sẽ tính tiếp. Xong chưa? Nó chẳng có cái gì cả. Xong sau đó thì tôi sẽ vào cái index này. Và cái file index kia tôi tiến hành là require one, cái file là common dược util.php vào đây để tôi có thể sử dụng được toàn bộ những cái nội dung nằm ở trong cái hàm đấy, ở trong cái file kia. Thì ở ngoài cái main layout này, thay cái việc viết số 0 ở đây, tôi sẽ echo ra cái kết quả của cái hàm là get total card item, đóng mở ngoặc như này, thì nó tự động nó sẽ ra cái số 0 của chúng ta. Tí nữa tôi có sản phẩm và tôi sẽ lấy sản phẩm ra sau. Require chỗ nào cũng được, ở miễn là trước khi hiển thị ra cái đây, trước cái URL này luôn được. Không, cái này làm cái này đi. À, tính đi tính lại như này nó hợp lý hơn. Không đến lúc không biết như nào, chỗ nào là giỏ hàng, chỗ nào là biến. Và tôi cũng hoàn toàn có thể đưa cái này vào trong cái util kia luôn, cho nó tiện. Cái hàm DD ấy, đưa trong này để cho cái file này nó ngắn bớt đi. Get URL tôi cũng có thể nhét nốt vào trong kia. Cứ cái gì mà hàm dùng chung nhét ra. Đây là lý do vì sao tôi đặt tên cái thư mục tôi tên là common. Common là những cái thư dùng chung. Đây. Để tôi đẩy code lên trên nha, nếu các bạn cần lấy ra thì các bạn có thể là lấy code luôn ở trên trên cái server, ở trên cái GitHub nó tiện. Rồi lên rồi. Sau đó bây giờ tôi sẽ có một ở cái màn hình là home page đúng không? Thì nó đang là danh sách sản phẩm ở đây. Thì tôi sẽ có thêm một cái nút, các bạn để ý này, tôi sẽ có thêm một cái nút ở đây là cái nút cái A này, nút cái này nó sẽ là cái href đến echo của cái hàm get URL xử lý bằng là add to cart với ID của sản phẩm bằng với ID của sản phẩm bằng cái đâu nhỉ? URL đây. Vâng. ID sản phẩm bằng cái dollar value cho đến ID. Đây có là chữ là add to cart. Có class bằng btn, cách btn trừ warning. Đây, add to cart. Thì bây giờ tôi sẽ mong muốn là khi mà tôi bấm vào cái nút này thì cái số này nó tự động tăng lên 1. Cứ mỗi một lần bấm nó tự động nó tăng lên 1 dựa vào cái session. Thì bây giờ tôi sẽ có như sau. Khi mà tôi bấm vào cái nút này nó sẽ link sang cái trang là add to cart đúng không? Thì hiện tại tôi chưa có. Tôi tạo ra cái URL này. Chưa có thì sẽ tạo ra.
đây case, thêm một cái case nữa, case add to cart, thì tôi sẽ có là biến CTL bằng new home controller chẳng hạn. Được controller nào thì đấy là việc của các bạn thôi. CTL trở đến hàm add to cart và break. Bấm vào cái nút kia thì cái sản phẩm của chúng ta sẽ được cộng thêm một và nó sẽ được nhét vào trong một cái session giỏ hàng kia. Thì tôi sẽ copy cái hàm này và tôi sẽ tạo ra trong đây, trong cái home controller. Tôi cứ làm nha, xong rồi về các bạn xem lại và xem lại video và hỏi lại nhá. Chứ bây giờ nếu mà làm thì nó khá là rắc rối, tôi chỉ mong hy vọng các bạn hiểu cái logic thôi. Chứ chưa cần thiết là phải làm được ngay. Thì tôi sẽ vào home controller và tôi tạo ra cái hàm add to cart này. Home controller tạo ra cái function là add to cart. Ở đây tôi sẽ nhận một cái biến là ID của sản phẩm. ID nó sẽ bằng cái biến ID nằm trên URL đúng không? Thì chúng ta sẽ có $ gạch dưới get cái biến ID trên đấy. Và tôi sẽ lấy ra cái product bằng product 2.2.file 1 nhỉ? File 1 cái biến ID kia. Sau đó tôi sẽ có một cái biến là cái biến tôi cần phải check xem. Ở đây tôi gọi cái hàm là add thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng. Thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành như sau. Cái util này của tôi này, tôi sẽ tạo ra một cái function. Function là add item to cart. Nhận một cái tham số là ID, nhận một cái product, nhận một cái sản phẩm ở đây. Thì trước khi tôi add vào, tôi phải kiểm tra if cái session, if count của cái dollar session card của tôi. Tức là bây giờ cái giỏ hàng nếu nó đang bằng rỗng ấy, thì tôi sẽ tiến hành là add luôn sản phẩm này vào và tôi thêm cho cái sản phẩm này một phần tử là bằng là cái quantity của sản phẩm này thêm một đơn vị nữa, thì tôi sẽ có là products trở đến quantity bằng 1 và tôi tiến hành là từ đã array gạch dưới push vào cái đô la gạch dưới session card, add vào đây một cái phần tử, đó là cái phần tử product của tôi, được chưa? Add vào phần tử là product và ở dưới này tôi return, tôi chẳng cần return gì được, tôi cứ biết là chạy vào đây thì sản phẩm tôi sẽ được nhét vào. Và ở đây tôi tiến hành xử lý cái là tiến hành for each. Khi mà ở trong này chắc chắn là tôi đã có session rồi. Thì tôi sẽ tiến hành for each cái biến $ gạch dưới session card kia. S value add item đi. Ở đây tôi sẽ có một cái biến cao và nhầm với JavaScript. Cao item bằng 0. Mỗi một lần for x này là một cái sản phẩm đúng không? Thì tôi sẽ tiến hành là cái biến cao item này nó sẽ được cộng bằng với cái biến item trở đến quantity và tôi return cái biến cao item như của tôi. Xong. Còn ở trong cái home page này thì tôi sẽ thực hiện gọi đến cái hàm mà tôi vừa mới viết ra là hàm add item to cart và truyền vào đấy cái sản phẩm. Đây. Add item to cart và truyền vào đấy cho cái product.
sau đó tôi return, redirect về cái homepage, về cái xưởng. Rồi, có mỗi thế này thôi. Xem nhé. Úi giời ơi. Redirect, return this. Úi giời. Cái gì đây? Script try to execute method access property complete object. Để tôi chờ tí. Util dòng số 5. Util dòng số 5. Chờ chút nha để coi xem. TD ra cái đô la là chỉ là session. Mảng này. Name phone x quantity 1. Phone x quantity bằng 1. Đúng mà. Sai không sai. Để cho nó không quân ninh nữa thì tôi tiến hành là include one. Include one vẫn thế. Thế nào? Load before and serialize. Được rồi. Không có thằng nào trả lời luôn mà. Không tương tác trực tiếp với cái biến session. Sau khi xong xuôi chúng ta gắn ngược nó lại. Thế chuyển sang số 7. 6 7.
expect parameter 1 to be string array given. Khó nhỉ. Chẳng hiểu cái lỗi này lỗi gì, lần đầu tiên mình gặp luôn. Đây là add vào, đây là unserialize, là bất đồng bộ, lấy ra giải phóng ra. Thử gì à. Bậy thật. Có cần phải session start đây không biết. Chắc là không cần. Test thử phát. Không cần, session đã start rồi. Làm gì? Không phải vấn đề đây đâu. Phone. Bởi vì hàm này không phải là thế. Cạp. Nó vẫn ra này, này. Hoặc là có thể là nó không đẩy ra được object. Ừ? Thế nó bị dị. Ép sang kiểu product. Không được. Chờ tí để tôi reset lại cái card rồi nhá. Thay cho cái việc là file one như này, chúng ta sẽ truyền vào đây một cái mảng, cái mảng item nó sẽ bằng, thử xem cái này id này, xem này có được không. Id bằng với product cho đến id, thử chuyển trong mảng xem có được không, hy vọng là được. Name bằng product cho đến name, đây là price, đây là quantity. Nên không cần quantity. Xong, chuyển cái product này vào. Thì vào ở trong cái util này của chúng ta sẽ có cái add to cart này, thì bỏ qua cái này đi. À, cũng vậy mà. Add to cart session cart này, cao. Nếu mà cart error bằng 0, product fill là quantity, nó sẽ bằng 1. Và array push cart array bằng product và đẩy vào trong session card. Xong. Để thử xem có được không. Dòng home controller dòng 78. Item nào?
Non property object, dòng số 8, ưu tiên dòng số 8. Ở đây nữa. Chắc là được rồi. Được này. Rồi. Tức là cái session của chúng ta nó không nhận, hiện tại nó đang không nhận cái object, các phần tử ở trong là object, mà nó chỉ nhận các phần tử là mạng thôi. Cho nên chúng ta phải truyền dữ liệu vào là ở đây là mạng. Tôi sẽ để đây là một cái ARR để chúng ta nhận biết được. Đây là trong trường hợp đầu tiên, là cái trong trường hợp cái giỏ hàng của chúng ta đang rỗng. Trong trường hợp thứ hai là giỏ hàng nó không rỗng. Else không rỗng thì sao? Không rỗng bây giờ chúng ta phải là kiểm tra xem là cái sản phẩm đấy nó có tồn tại trong đấy không. Thì chúng ta tiến hành là vòng for. Vòng for y bằng 0, y nhỏ hơn cao hàm cao của cái a cái card ARR y cộng cộng. Thì chúng ta có là if cái product cái product cột ID mà nó bằng với cái card item ở vị trí thứ y cột ID thì chúng ta sẽ có cái card ARR ở vị trí thứ y. Cái này là y là phải đô la. Cột là cột quantity cộng cộng. Và chúng ta tiến hành là break khỏi vòng lặp này ra. Rồi break ra. Reload này. Wow. Break ra card này. Trong trường hợp card lớn bằng 0, quantity bằng 1, add vào. Còn nếu không, à cái này nó chưa có, biến là flat bằng flat bằng false. Nếu mà có rồi thì cho nó bằng true và break. Đô la flat bằng true. Ra ngoài này, trong trường hợp if flat bằng true thì bằng false, xin lỗi, bằng false thì chúng ta sẽ phải tiến hành là cái cut ARR này. Product, nhưng mà trước đấy cái biến product cột là quantity nó sẽ phải bằng 1 và đẩy ra ngoài 3 năm sao cộng nhiều thế. Cái này đã có rồi đấy các bạn, để ý này 13 luôn. Lỗi là gì? Kiểm tra lại các trường hợp nhá. Trong trường hợp đây là giỏ hàng trống này. Giỏ hàng trống thì chúng ta có cái product cột quantity nó sẽ bằng 1 và đẩy vào trong cái product này đúng không? Sau đó ở dưới, nếu mà trong trường hợp cái giỏ hàng không bị trống thì tôi sẽ kiểm tra xem là cái đây nhầm, viết nhầm, cái flag này phải đưa lên trên và cái mớ này tôi phải viết xuống dưới như này nó mới đúng. Xong rồi đấy, để tôi clear lại giỏ hàng đã. Rồi không này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7. Đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ giải thích lại cho chúng ta nhé. Thứ nhất chúng ta phải lưu ý đến tôi vẫn còn nhầm cái này. Đó là trong giỏ hàng của chúng ta nó sẽ lưu dữ liệu dạng là mạng, chứ không nó không lưu dữ liệu dạng object được. Cho nên chúng ta phải lưu ý. Đây
đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, cái logic của phần giỏ hàng nó sẽ như sau. Khi mà bấm nút add này, add to cart, thì chúng ta truyền thêm cái ID vào. Thì chúng ta phải kiểm tra các bước như sau. Bước 1 là kiểm tra xem giỏ hàng có trống không. Đúng không? Thực ra cái bước này nếu mà giỏ hàng chúng ta chắc chắn là mặt thì nó hơi thừa. Chắc chắn là nó sẽ thừa để bởi vì ở đây này. Tôi tiến hành bỏ cái vế trên này đi, nó vẫn không việc gì cả. Tôi bỏ cái vế trên đi, nó không việc gì cả. Nhưng mà để cho chắc ăn thì tôi vế thêm vào thôi. Được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cái mảng, cái giỏ hàng của chúng ta bằng rỗng ấy, thì có for ích được không? Có for được không? For chẳng ra cái gì cả. Cho nên kết quả nó vẫn là 1 thôi. Đúng không? Xin lỗi các bạn chút. Được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái vòng lặp để làm cho nó tối giản hóa. Chúng ta có một cái vòng lặp như này. Và các bạn lưu ý này, lưu ý nhá. Thứ nhất là chúng ta là cái giỏ hàng thứ nhất này, nói lại một lần nữa. Một, giỏ hàng thì lưu mặt. Và ở đây là mặt sản phẩm nhé. Được chưa? Cái thứ hai, tôi bắt buộc phải dùng cái for này. Giờ for thường chứ không được dùng for ích. Thế vì sao? Thế vì sao? For ích nó đóng lại tất cả. For ích nó không break. Không phải, for ích nó break được. Thế vì sao phải dùng for này? Ý tưởng là bắt cái điều này là điều bắt buộc. Cái điều này là điều bắt buộc. Và chúng ta để cái này, đây là lý do vì sao dùng for. Bởi vì các bạn lưu ý này, for nhá. Ví dụ for là tôi s item name, đúng không? Bây giờ tôi muốn thay đổi quantity của nó thì tôi là dollar item, một là một quantity tổng cộng, ví dụ như này, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà các bạn biết như này, thoát khỏi vòng lặp này, cái nào cả AL thì vẫn giữ nguyên, hiểu chưa? Đúng không Doãn? Đó, bởi vì cái mảng này khi mà nó thực hiện cái vòng phối này tương đương việc là nó gọi là cái hàng chúng ta biết sẵn này lúc đấy, nó clone mỗi đây tôi nói là clone nhá, nó clone mỗi một cái element của chúng ta ra thành một cái biến mới, chứ nó không tương tác trên cái mạng cũ, được chưa? Cái này nó clone mỗi một cái element ở trong mạng chúng ta ra một cái biến mới, chứ nó không tương tác trên cái mạng gốc,
Do đó chúng ta có thay đổi bất kỳ cái element nào trong cái mảng item với for x này thì cái mảng gốc không thay đổi. Được chưa? Đó là cái rất nguy hiểm. Cho nên là tôi yêu cầu chúng ta nhớ không là khi mà thêm sản phẩm hay là thêm cái quantity cho cái giỏ hàng ấy, các bạn bắt buộc phải dùng cái mảng for thừa này. Được chưa? Cái này nó sẽ tương tác trên cái mảng gốc là mảng cả ARR chúng ta. Và chúng ta có thể thay đổi được cái element con nằm ở trong cái mảng đó thì mới được, chứ nếu không thì chúng ta sẽ lỗi và gần như là không bao giờ cái có cái exception của mạng của update. Đấy là một cái lý thứ hai là bắt buộc phải có ích à quên nhỉ. Có y có đô la y này là hiểu rồi, y cộng cộng với y trừ trừ đấy phải không các bạn, thích dùng như nào mà dùng, được chưa? Đấy là cái điều thứ hai. Và tiếp theo logic này, trường hợp đầu tiên của chúng ta nếu mà cái session của chúng ta rộng thì có con for này xảy ra không? Không. Flat bằng mấy? Bằng gì? Bằng false. Thì product tôi sẽ set cho nó thêm một cái quantity, thêm một cái quantity bằng 1. Sau đó tôi add cái mảng product vào trong cái mảng giỏ hàng, rồi tôi tiến hành là gán cái mảng giỏ hàng này cho cái mảng session. Xong chưa? Tiếp theo, trong trường hợp giỏ hàng của chúng ta đã có sản phẩm, trong trường hợp giỏ hàng của chúng ta đã có sản phẩm rồi mà là sản phẩm đấy, cái sản phẩm chúng ta thêm vào sản phẩm giỏ hàng nó đã có tồn tại ở trong giỏ hàng rồi thì sao? Thì chắc chắn trong trường hợp này cái sản phẩm ID của sản phẩm mà tôi muốn thêm vào ấy, nó sẽ bằng với cái element đang được set ở trong giỏ hàng một ID. Cho nên là tôi sẽ có cái cả ARR số thứ tự y. Vì y là quantity cộng thêm một đơn vị. Và tôi sẽ set cho cái class này bằng true. Và tôi break và còn làm gì luôn. Vậy mỗi lần tôi chỉ add được thêm một phần tử thôi. À một đơn vị thôi. Đúng chưa? Tôi break luôn. Ra ngoài thì class bằng mấy bằng gì? True thôi. True rồi. Thì nó có rơi vào đây không? Không. Cho nên là tôi không phải, tôi chỉ cần gá lại cái này mà thôi. Được chưa? Còn trường hợp tiếp theo là trường hợp giỏ hàng đã tồn tại, có sản phẩm rồi, nhưng mà sản phẩm đấy không, cái sản phẩm tôi thêm vào nó chưa tồn tại trong giỏ hàng thì chạy qua cái vòng lặp này, cái flag nó có thay đổi giá trị không? Không, bởi vì cái ID của sản phẩm mới nó không bị trùng với cái bất kỳ cái item nào đang có trong giỏ hàng, cho nên nó sẽ không bao giờ chạy vào trong cái nội dung của COVID này và flat không bao giờ có thể được là chỉ flat thôi bằng false, ra ngoài flat bằng false thì luôn add vào bình thường. Xong chưa? Còn cái phần này, cái này các bạn phải làm thì các bạn mới hình dung ra được cái logic. Nó có ba cái lưu ý như vừa rồi thôi, đó là các trường hợp là sản phẩm chưa có trong giỏ hàng, thì giải quyết bằng cách là add thêm sản phẩm vào với quantity là số lượng bằng 1. Trường hợp tiếp theo là sản phẩm đã có trong giỏ hàng thì cộng cho cái quantity cộng của cái phần tử đã được xét lên. Thì cái này các bạn phải làm, các bạn mới biết được. Được chưa nhỉ? Đó thì đấy là cái. Còn ở trên này thì dễ rồi đúng không? Đếm số phần tử có trong giỏ hàng thì dễ rồi đúng không? Chạy qua từng phần tử một ở trong giỏ hàng. Cái này thì tôi không thay đổi phần tử nào với ở trong cái giỏ hàng đúng không? Tôi chẳng thay đổi cái phần tử gì ở trong giỏ hàng cả. Cho nên là tôi chỉ cần và sử dụng for x cho nó nhanh. Ở đây tôi sẽ có một cái biến cao item. Lúc đầu tôi để vào không này, sau đó tôi sẽ chạy qua các phần tử ở trong giỏ hàng và tiến hành cộng bằng với cái quantity của từng phần tử một thì tôi sẽ lấy ra được cái số sản phẩm đang có trong giỏ hàng. Vậy thôi. Đây, và kết quả chúng ta vừa mới thấy đúng không? Có add thêm được
tí nữa chúng ta sẽ có xóa, yên tâm. Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn cái màn hình là màn hình này. Hiển thị số, số gì? Số sản phẩm có trong cái giỏ hàng, hiển thị cái chi tiết giỏ hàng nhé. Được chưa? Chi tiết giỏ hàng. Bây giờ tôi reset lại nhé, để cho làm cho nó sạch. Rồi, đang về không này. Tôi sẽ tiến hành như sau. Ở ngoài cái layout, tôi đang có một cái bell này. Ở đây tôi sẽ có cái echo ra, cái get URL hàm là card detail. Mỗi thế này thôi. Controller bằng new home controller CTL cho đến detail card và break. Xong thì tôi sẽ có cái add thêm cái function này vào. Ở đây tôi sẽ có cái biến card, nó sẽ bằng đô la gạch dưới session. Và tôi sẽ tiến hành return đô la this cho đến render là một cái view, trang chủ tôi ra cái view nào nhỉ? Ví dụ tôi viết như thế này đi. View là card sược detail .php và tôi sẽ có cái biến card sc bằng cái biến card của tôi, hoặc tôi có thể viết như này compact cái biến card kia. Thế là xong, vẫn làm main layout như cũ. Bây giờ ở view này tôi sẽ tạo ra cái thư mục là card. Và ở đây tôi sẽ viết là tạo ra một cái file là detail.php. Ở đây thì tôi sẽ đi ăn cắp lại cái màn hình homepage. Chỉ chỉnh sửa một chút thôi. Ở đây tôi có vẫn có ID, có name, có price, không có detail, không có owner. Đúng không? Và ở đây tôi sẽ có một cái là quantity. Và có một cái nữa là total. Total. Ở đây tôi có cái gì? Void cái biến card. Không có key value của nó gì cả. Ở đây value của tôi sẽ là value cột ID, bởi vì nó là array mà, cho nên là tôi sẽ phải bắt buộc phải dùng như thế này. Ở đây là name đúng không? Thì sẽ là name. Ở đây là gì? Price thì tôi vẫn giữ. Quá thủ công chứ không phải hơi. Quantity đúng không? Và đây là giá đúng không? Tổng giá đúng không? Thì bằng cái gì? Echo ra cái đô la value cột quantity nhân với value của cột gì? Price. Ôi giời ơi, CTL index lại biết sai chính tả gì không? Quê tại sao ra gì trời? Đúng không? Back lại trang chủ này, thêm cái nữa, đúng hai không? 3000.
Tiếp theo tôi thêm một cái Samsung. Đúng chưa? Xong rồi. Đấy là cái chi tiết của giỏ hàng. Có cần total ở dưới cùng không? Tổng tiền. Tổng tiền nhá. Phục vụ đến tận răng luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái TR nằm dưới cùng. TR này sẽ có cái TD. Ở đây chúng ta sẽ cần phải hai cái TD. Một cái TD là tổng tiền, một cái TD là hiển thị chữ rồi. Đây có 1, 2, 3, 4, 5 này đúng không? Chúng ta có call span bằng 4. Đây là total price. Còn ở đây tôi sẽ có cái gì các bạn biết không? Có một cái biến code PP ở đây, tôi có cái biến là total card price mà không. Sau mỗi lần như thế này, sau mỗi vòng lặp, trong mỗi cái vòng lặp này, tôi lại code PFP. Tôi có cái biến total card price kia cộng bằng với cái value quantity nhân với price. Và ở phía dưới kia tôi sẽ hiển thị nó. Đúng không? Lại bảo cộng sai đi. Đúng chưa? Hả? Cái gì? Cái gì mà ba? Ba đây đấy. Ý là muốn hiển thị ở đây thì rồi, làm sao bạn muốn gì? Mày có biết cộng không? Hả? Được chưa? Cái này cực kỳ dễ, cái bài toán giỏ hàng này rất dễ. Nó chẳng có cái gì gọi là khó cả. Chúng ta chỉ tương tác ở trên session thôi mà. Tôi sẽ đẩy cốt lên, các bạn làm thử đi rồi sẽ thấy nó khó như nào. Thôi. Cái gì? Từ từ. Là sao? Ừ. ID trỏ đến số lượng sản phẩm là như nào? Đâu chỗ nào? Chỗ này á? Hay chỗ nào Doãn? Tức là không dùng mảng nữa. Đã bảo là trong session không dùng được object. Chưa hiểu. Tức là trong session ông chỉ muốn lưu ID và quantity thôi gì? À, cũng được. Cái đấy không sai. Nhưng tôi không thích. Làm thế cũng phải là các bạn không hiểu không? Tôi chẳng thấy dễ hiểu hơn tí nào. Không, chẳng liên quan. Nếu mà các bạn không làm kiểu này này thì nó sẽ là mỗi phần tử nó sẽ tương đương với một cái sản phẩm đúng không? Còn của Doãn ấy thì là nó sẽ chỉ lưu ID và cái gì, cái quantity thôi. Được chưa? Thì thứ nhất là các bạn phải có thêm hàm là check key. Check cái key đã tồn tại không, đúng không? Các bạn có biết cái hàm này đâu? Ừ, đấy là một chuyện. Ngoài ra ấy, cái việc là của Doãn ấy thì là khi ra ngoài này đúng không? Ra ngoài 4x thì lại phải lấy hết cái object ra. Đúng không? Ờ, tôi không thích điều đấy. Quan trọng là tôi không thích điều đấy. Không phải là móng cùn hay không mà là nó khó hiểu. Tôi thấy nó khó hiểu hơn. Code tôi đẩy lên rồi nha, các bạn xem qua đi. Một tí nữa các bạn sẽ làm phải update cho tôi một phần nữa ở trong cái hàm phía dưới thôi.
Còn thực ra giỏ hàng nó có nhiều cách làm mà, chứ đâu phải chỉ có một cách là hai cách đâu.